Rồi, lời đầu tiên là cho Phương xin phép các bạn nha nha. Hôm nay là Phương lại ra video bán hàng tiếp nha cả nhà nha. Nó ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 để được đặt hàng nha cả nhà. Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà nha. Giao hàng toàn quốc ở đâu Phương cũng gửi được hết đó nha cả nhà. Đó. Ai mà đặt ít thì Phương sẽ ship code và nhận tiền và giao tiền cho bưu nhận hàng và giao tiền cho bưu điện. Còn ai mà đặt nhiều chuyển khoản trước cho Phương. Phương sẽ gửi hàng nha cả nhà, cho Phương tránh cái tình trạng mà đặt hàng rồi không nhận hàng nha cả nhà. Phương cũng nói thiệt với cả nhà, một bịch này Phương không lời bao nhiêu đâu, một chai này Phương cũng không lời bao nhiêu đâu, cái này Phương lời cũng không lời bao nhiêu đâu cả nhà. Ai đặt hàng thì có trách nhiệm với cái đơn hàng. Ở đây là Phương nói là một số người thôi nha, chứ không phải Phương vừa đổ cả nắm nha. Ở cả nhà đặt hàng thì cả nhà có trách nhiệm với đơn hàng của mình chứ. Cả nhà đặt xong rồi gọi không bắt máy, rồi bơm hàng người khác về thấy vui không? Đâu vui đâu đúng không cả nhà? Đó, mình lớn rồi. Đó, trong cái ngành này là trong ngành nấm này Phương chắc chắn là cũng lớn tuổi hết rồi đó. Rồi ai đặt hàng thì nhớ nhận hàng giùm Phương với nha. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều và Phương cũng cảm ơn những người mà ủng hộ trong Phương thời gian qua nha. Đó, bây giờ Phương cũng nói bán hàng này cả nhà nha. Đây mèo nha cả nhà, mèo đặc chuẩn luôn nha cả nhà. Đó, mèo đặc chuẩn luôn nha cả nhà nha. Đó, mèo đặc chuẩn đó nè cả nhà. Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi ví dụ cả nhà đặt 10 bịch lớn đúng không, 10 bịch là Phương gửi được rồi nha cả nhà nha. 10 bịch nhỏ là Phương gửi được rồi. Ví dụ cả nhà đặt 10 bịch nhỏ mà Phương hết bịch nhỏ rồi, Phương sẽ gửi cho cả nhà 5 bịch lớn nha cả nhà. Tại bịch lớn này 5 lạng, bịch nhỏ là 2 lạng rưỡi nha cả nhà nha. Đó, kiểu cái vậy đó cả nhà. Rồi để dinh dưỡng của nấm, dinh dưỡng giúp dinh dưỡng của nấm giúp dòng nấm ấm hơn và phát triển tốt hơn, và nó tóm lại là cho nó có thêm dinh dưỡng cho nấm để cho nấm phát triển tốt hơn cả nhà. Đó, như dinh dưỡng của người cả nhà mà uống dinh dưỡng vô là uống thuốc dinh dưỡng của người vô là cả nhà khỏe mạnh là ít bệnh tật đó cả nhà, cũng như cho dinh dưỡng đó cả nhà. Về mua về cả nhà phun nấm nó sẽ có dinh dưỡng thêm nha cả nhà. Cả nhà pha 25cc cho 8 lít nước đây, nó có hướng dẫn sử dụng này cả nhà. Ai đọc không hiểu gì cả nhà cứ alo trực tiếp cho Phương nha cả nhà nha. Rồi. Cái nhiệt kế đo mô nha cả nhà, cái nhiệt kế đo mô giúp cả nhà gắm cái đầu đỏ này vô này. Cái chỉ đỏ này nó chạy tới đâu đó là ok tới đó nha cả nhà, là nhiệt mô bao nhiêu đấy. Rồi ai nhà gắm vô cả nhà thấy nó lên tới bao nhiêu là được nha cả nhà. Đó, cái này là nó có tác dụng là giúp cả nhà kiểm tra được nhiệt mô để cả nhà biết, để cho từng giai đoạn kiểm soát từng giai đoạn để cho nấm nó phát triển nha cả nhà. Lúc mà cả nhà ủ tơ thì nhiệt độ nó khác, cái lúc cả nhà ủ tơ là nó nóng quá thì cũng tơ nó chết, còn nó lạnh quá thì tơ nó không chạy nữa cả nhà. Đó, nên cái này để cả nhà giúp để cả nhà biết được trong mô nó bao nhiêu để cả nhà kiểm soát được nhiệt trong mô nha cả nhà. Rồi cái giấy quy tím nha cả nhà, cái giấy quy tím đo nồng độ pH của rơm nha cả nhà, đo pH của nước vôi đó cả nhà. Thì khi nhà cả nhà ủ rơm á, đó để quy tím đó. Rồi cái đồng hồ này đo nhiệt chạy với độ ẩm của chạy nha cả nhà, vòng trên là nhiệt độ, vòng dưới là độ ẩm nha cả nhà. Đó, cái đồng hồ này cả nhà treo ở trong phòng đó, cứ treo lên thôi. Ví dụ canh 50-50 là cả nhà treo, ví dụ dài 4m thì cả nhà canh khoảng 2m là cả nhà canh cứ khăn ở khoảng chính giữa là được nha cả nhà nha. Đó, đồng hồ đo nhiệt chạy và đồng hồ chạy đó Phương bán tất cả cái này. Nếu cả nhà mua mèo chuẩn này đúng đủ dụng cụ, đủ kỹ thuật, Phương đảm bảo vậy nha cả nhà, sẽ kinh tế của nhà sẽ rất ổn định trong nghề nấm này nha cả nhà. Nó đủ hết các dụng cụ, đủ kỹ thuật, cả nhà sẽ đủ kinh tế trong gia đình luôn, Phương đảm bảo luôn. Rồi Phương cũng chúc cả nhà mình thành công nha, Phương chào cả nhà nha, chúc cả nhà mình sức khỏe. Xin chào cả nhà nha.